Xưa, có một đôi nam nữ theo luật thiên đình, họ không được phép gặp gỡ. Một ngày, họ phá vỡ giới luật để tìm đến nhau. Chàng, một nam tử hào hoa anh tuấn. Nàng là một cô gái đẹp tựa tiên sa. Cả hai vừa gặp đã quyến luyến không rời, nguyện hẹn ước bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nhưng vì đã phạm luật trời, họ bị đày xuống trần gian, rồi biến thành hoa và lá của cùng một cây. Lá xanh, hoa đỏ, đẹp kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn. Có điều, loài hoa này rất đặc biệt. Có hoa thì không thấy lá, có lá lại chẳng thấy hoa. Giữa hoa lá mãi vẫn không gặp nhau. Một ngày, Đức Phật đi qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Phật vừa liếc nhìn đã thấu rõ độ huyền cơ liền thốt lên. Bỉ ngạn hoa, 1000 năm nở, 1000 năm tàn. Hoa và lá, vĩnh viễn không gặp được nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định tự sinh. Đức Phật xót thương, bèn quyết định đem hoa về miền Cực Lạc. Nhưng miền Cực Lạc là Phật quốc, là thế giới thanh tịnh và thuần khiết. Nên những gì là tình si, là nhung nhớ, đau khổ đều không được tiến vào miền Cực Lạc. Những thứ xúc cảm ấy đều phải rời khỏi hoa, kết thành một màu đỏ rực rồi rơi xuống sông Vong Xuyên. Khi về đến Cực Lạc, đóa hoa trên tay Phật đã thành một màu trắng tinh khiết, không còn nhiễm bụi trần. Đức Phật gọi nó là Mạn Đà La Hoa, hoa của cõi Phật. Tuy nhiên, Bồ Tát Địa Tạng biết rằng nghiệt duyên của Mạn Đà La Hoa hiện đang nằm dưới sông Vong Xuyên. Ngài bèn đến bên bờ sông, ném xuống một hạt giống. Chỉ trong chốc lát, một đóa hoa đỏ tươi bay khỏi mặt nước. Bồ Tát đón lấy hoa và nói: "Ngươi đã thoát thân trở về miền Cực Lạc, sao còn đem nỗi hận tình si để lại nơi khổ ải vô biên này? Vậy thì, ngươi hãy ở đây làm sứ giả, tiếp dẫn những linh hồn đi về phía luân hồi. Cực Lạc đã có Mạn Đà La Hoa rồi, vậy ta sẽ gọi ngươi là Mạn Châu Sa Hoa vậy." Từ đó có hai loài hoa bỉ ngạn, một loại trắng ngần tinh khiết, một loại là rực rỡ hoa lệ, một loại gợi nhớ gợi thương, chia ly đau khổ, một loại lại vô dục vô cầu, vô khổ vô bi, một loại trầm luân trong nỗi sầu nhân thế, một loại lại du lãng nơi Phật quốc thanh cao. Như lời nhắc nhở với thế nhân, ái tình là mộng ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt. Rốt cuộc ái tình là chi? Đau khổ cả một đời, nhung nhớ lưu luyến cả một đời, chẳng phải cuối cùng rồi cũng theo chén canh mạnh bà mà tan vào hư vô hay sao? Tình ái cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn kia, mỹ lệ, kiều diễm đấy nhưng chóng tàn. Có hoa, có lá đấy nhưng vĩnh viễn chẳng ở bên nhau. Người ta nói hoa bỉ ngạn là loài hoa có độc. Cho nên, ái tình cũng là một thứ độc dược, khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ, day dứt cả một đời. Người ta nói hoa bỉ ngạn là loài hoa rực lửa, cho nên ái tình mới khiến người ta say đắm nồng nàn. Vì vậy, nếu yêu, xin hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Tình là do nhân quả, duyên quyết định tự sinh.